Chào bạn, trên tay của mình đây đó chính là chiếc Redmi Note 5 Pro. Và như các bạn đã biết thì đây chính là chiếc máy hàng xách tay nội địa Trung Quốc. Và như bạn đã biết thì ở phiên bản MIUI 9 thì chúng ta sẽ không thể cài CS Play một cách bình thường được. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để có thể cài CS Play trên những thiết bị xách tay nội địa Trung Quốc sử dụng MIUI 9 nhá. Đầu tiên thì các bạn hãy vào click vào cái link mình để ở phía phần mô tả ấy. Các bạn tải về cho mình cái phần mềm GAP Mi 5X này. Đấy, sau đó thì các bạn hãy kết nối điện thoại của mình đến với máy tính. Các bạn chuyển sang cái phần là transfer file này, đây là chuyển tiếp file ấy. Đó, sau đó thì các bạn hãy giải nén cái file GAP Mi 5X ra. Các bạn sẽ có một cái file là on backup này. Các bạn copy cho mình. Sau đó thì các bạn hãy vào ổ bộ nhớ trong của máy. Các bạn di chuyển vào phần MIUI. Các bạn tạo thêm một cái thư mục là backup. Nếu mà có rồi thì các bạn không cần tạo, nhưng mà đa phần là chưa có backup. Đấy, sau đó thì các bạn hãy paste cái thư mục vừa nãy mình vứt vào đây, on backup của cái phần GAP Mi 5X ấy. Phần vứt vào đây. Rồi, sau đó ở trên điện thoại thì các bạn hãy rút cái này ra. Rồi các bạn hãy tìm vào cái phần cài đặt này. Các bạn kéo xuống phần additional setting này. Các bạn chọn phần backup and reset. Các bạn chọn local backup. Tiếp đến thì các bạn hãy có thấy cái phần này, các bạn ấn vào đấy. Sau đó là restore. Đó. Các bạn chờ từ 6 đến 9 giây tùy từng máy thì chúng ta sẽ cài xong. Và đây chính là cái cách mà các bạn những người thường xuyên sử dụng Mi biết, đó chính là sử dụng file backup của CS Play để có thể cài CS Play, chứ chúng ta không thể cài một cách bình thường được. Đấy, đợi một lúc rồi đó, 100% chúng ta ra ngoài màn hình này, chúng ta đã thấy CS Play Play Store này. Đấy, các bạn mở ra và xài một cách hoàn toàn là bình thường. Đó, rất là đơn giản đúng không? Và rồi thì mình đã hướng dẫn cho bạn cách để có thể cài CS Play trên tất cả những thiết bị Xiaomi xách tay nội địa Trung Quốc chúng ta sử dụng MIUI 9. Và nếu các bạn cảm thấy video hữu ích, đừng quên like, share và subscribe my channel. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của my channel để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Nhớ bấm chuông nhá. Và đừng quên tham gia vào group Mac Mobile chăm sóc khách hàng để có thể nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất đến từ các thành viên của Mac Mobile nhé.